Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Trong thời gian vừa qua thì cộng đồng mạng liên tục xôn xao trước tin đồn Bảo Thy sẽ kết hôn với một doanh nhân giàu có. Trước tin đồn này thì Bảo Thy tuyên bố là cô sẽ giữ im lặng cho đến khi ra mắt MV mới. Và đúng như những gì mà mình chia sẻ trước đó, 4 ngày sau khi ra mắt MV, Bảo Thy chính thức xác nhận mình sẽ kết hôn vào giữa tháng 11. Trong thời gian vừa qua, cộng đồng mạng liên tục xôn xao về tin đồn Bảo Thy sẽ làm đám cưới với một doanh nhân giàu có sau nhiều năm độc thân. Thậm chí hình ảnh được cho là thiệp cưới của nữ ca sĩ cũng được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Trước những thông tin liên quan đến việc kết hôn, Bảo Thy đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định, từ đây đến khi ca khúc mới nhất được ra mắt, mình sẽ không có bất kỳ thông báo nào liên quan đến chuyện kết hôn. Và quả thật là cô đã làm đúng như những gì mình nói. 4 ngày sau khi MV mới Baby Em Cô Đơn được lên sóng, giọng ca Ngộ Nhận mới lên tiếng xác nhận sẽ làm đám cưới vào giữa tháng 11. Theo Bảo Thy chia sẻ, cô nhận được lời cầu hôn từ chồng sắp cưới là doanh nhân Phan Lĩnh vào mùa hè năm ngoái. Đó là lý do vì sao cô bắt đầu ít đi diễn hơn, chọn lọc các hoạt động nghệ thuật và tập trung trau dồi, cải thiện bản thân để thật sự trở thành một người phụ nữ phù hợp với gia đình. Dù đã được cầu hôn vào hè năm 2018, nhưng đến tận ngày 16 tháng 11 năm 2019, cả hai mới chính thức làm đám cưới. Được biết, chồng sắp cưới của Bảo Thy là Phan Lĩnh, doanh nhân gốc Hà Tĩnh. Trước đây anh từng có duyên hợp tác cùng gia đình nữ ca sĩ trong việc kinh doanh nên được mọi người trong nhà cô yêu mến. Sau đó anh ngỏ lời tìm hiểu Bảo Thy. Nói về người chồng sắp cưới, Bảo Thy chia sẻ anh là một người đàn ông đáng tôn trọng và có nguyên tắc. Thực tế thì anh đã ngỏ lời từ trước đó khá lâu, nhưng vì bận rộn công việc nên Bảo Thy chưa thể gật đầu đồng ý. Cô muốn công việc phải hoàn thành xong xuôi hết mới bắt đầu dành thời gian, tâm huyết để chuẩn bị cho việc làm vợ, làm mẹ. Ở tuổi 31, cuối cùng cô đã cảm thấy sự nghiệp đủ hài lòng nên quay về với vai trò của một người phụ nữ. Bảo Thy cho biết, bản thân cô không thích tiết lộ quá nhiều chuyện đời tư, nhưng vì tin đồn ồn ào trên mạng xã hội vừa qua nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, nên nữ ca sĩ quyết định sẽ lên tiếng để khán giả được tường tận mọi chuyện. Mặt khác thì Bảo Thy cũng không hy vọng tin đồn về chuyện sắp cưới làm nhập nhằng với sản phẩm âm nhạc mới ra mắt. Bảo Thy chia sẻ, việc ra mắt những MV chất lượng cho fan là cách tôi tạm biệt tuổi thanh xuân của mình, để fan thấy tôi hứa là tôi làm, tôi tôn trọng họ. Được biết sau khi lấy chồng, Bảo Thy sẽ lui về hậu phương, dành ít thời gian cho nghệ thuật hơn và tập trung vào chuyện kinh doanh, vun vén cho gia đình nhỏ. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.